Mở đầu chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là đoạn clip ghi lại vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, khiến nhiều phương tiện di chuyển phía sau không khỏi hoảng hốt. Nguyên nhân do xuất phát từ việc chuyển làn bất ngờ, thiếu quan sát, cú xoay 180 độ đã diễn ra. Mời quý vị theo dõi đoạn camera hành trình ngay sau đây. Như quý vị đang theo dõi trên màn hình, lúc này chiếc xe ô tô hiệu Toyota Vio đang chạy trên tuyến cao tốc này, xung quanh còn có nhiều phương tiện. Khi đến đoạn cách nút giao thông hướng rẽ đi phả lại khoảng từ 3 đến 4 km, chiếc xe Toyota Vio đang len lỏi vượt các xe để chạy sang làn bên phải song song với xe tải. Bất ngờ chiếc xe tải bên tay trái màn hình cũng vượt lên, va chạm với xe ô tô, khiến chiếc xe cướp trước đầu xe tải rồi quay tròn 180 độ, sau đó lủi vào giải phân cách quay đầu ngược lại. Toàn bộ diễn biến của vụ tai nạn đã được camera hành trình của phương tiện phía sau ghi lại được. Trên thực tế, camera nóng đã liên tục ghi nhận nhiều tình huống va chạm giữa xe xảy ra khi một trong hai xe chuyển làn thiếu quan sát rơi vào điểm mù, khi xe con đi vào vùng khó quan sát của tài xế xe tải. Từ vụ việc này, rất mong các cánh tài xế cần chú ý hơn khi di chuyển trên đường. Tiếp tục chương trình cũng là một tình huống liên quan đến giao thông. Một cô gái đã phóng xe với tốc độ cao, còn lấn làn để rồi nhận lấy cái kết đắng. Mời quý vị cùng theo dõi. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 18 phút ngày 30 tháng 7 tại một tuyến đường ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, một cô gái không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe SH chạy lấn làn với tốc độ cao trên đường. Cùng lúc này, một chiếc xe tải chạy theo hướng ngược lại đi tới. Do không làm chủ được tốc độ nên cô gái này đã tông thẳng vào đầu chiếc xe tải. Sau cú tông trực diện, nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường bị thương nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải đã lập tức dừng xe lại rồi xuống xem xét tình hình nạn nhân. Thưa quý vị, các đối tượng trộm cắp tài sản ngày nay vô cùng táo tợn, thực hiện hành vi ngay giữa ban ngày, thậm chí khi bị người xung quanh phát hiện, chúng còn hăm dọa hành hung không hề sợ sệt. Vụ việc vừa xảy ra tại Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hai đối tượng mặc đồ đen đang đứng trước ngôi nhà này quan sát một hồi rất lâu, di chuyển từ trước ra sau để thám thính tình hình. Thời điểm này là ngay giữa ban ngày. Sau đó một tên đứng ngoài cảnh giới, tên còn lại leo vào trong cầm theo túi đựng để hốt những con gà trong chuồng ở ngôi nhà này. Một hồi rất lâu hắn mới leo người trở ra, được sự hỗ trợ của đồng bọn từ bên ngoài. Được biết ngay bên góc trái màn hình camera, một người hàng xóm bên cạnh đã phát hiện vụ việc, cảnh báo chúng nhưng bọn chúng còn hăm dọa đòi chém. Thưa quý vị, chỉ cần để tài sản hớ hênh, một cú ngoảnh mặt đi, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của đối tượng trộm cắp tài sản. Như tình huống vừa được camera an ninh tại một nhà dân ở ấp 5 Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ghi lại sau đây. Quả thực gia chủ đã gặp may, thực hư ra sao quý vị hãy cùng theo dõi nhé. Như quý vị đang theo dõi trên màn hình, lúc này gia chủ dựng xe hớ hên bên lề đường, trên xe có treo nhiều đồ. Bất ngờ từ xa hai đối tượng đi xe máy xuất hiện bịt mặt, nhanh chóng chạy vào con hẻm gần đó. Một hồi sau chúng quay trở ra tiếp cận chiếc xe định lấy trộm chiếc ba lô trên xe, thì bất ngờ gia chủ mặc áo trọc xanh đang nghe điện thoại quay lại, hành vi bị bại lộ, chúng lập tức chuồn đi mất. Đoạn clip nhanh chóng được người dân gửi đến camera nóng của bản tin nóng 24 giờ trên đài phát thanh và truyền hình Long An như một lời cảnh tỉnh đến người dân cần đề cao cảnh giác hơn trước thủ đoạn của bọn trộm cắp ngày nay. Và thưa quý vị, nếu quý vị có các camera cảnh giác tương tự hoặc tình huống giao thông, xin vui lòng gửi về Zalo đường dây nóng theo số 0971225053. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng nóng 24 giờ.